Xin chào tất cả anh em đã đến quay trở lại với TNC Channel. À quên, hôm nay là mình phải chào cả chị em nữa. Bởi vì các bạn biết không, là hôm nay mình mới chợt nhận ra là hình như mình chưa bao giờ làm một cấu hình PC nào dành cho chị em phụ nữ thì phải. Thế cho nên hôm nay mình sẽ khắc phục cái điều đó bằng một cấu hình dành cho chị em phụ nữ nhá. Vậy thì các chị em, dĩ nhiên rồi, bây giờ không chỉ chơi game là chỉ có anh em nữa, mà bây giờ các chị em mình thấy là chơi game cũng rất là nhiều, rồi thì streamer nữ cũng rất là nhiều người nổi tiếng và thành công. Vậy thì tại sao mà cứ động đến gaming hay là động đến PC các thứ là chỉ dành cho anh em nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ build cấu hình PC dành cho chị em phụ nữ. Vậy thì với chị em thì chúng ta sẽ cần gì nhỉ? Bây giờ hãy thử đặt vào vị trí là chị em đi. Anh em đàn ông con trai chúng ta thì thường là thích những cái kiểu mày mò nghiên cứu tìm tòi học hỏi, rồi thì thích lắp ráp, thích này thích nọ, những cái gì đấy nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà với chị em thì mình nghĩ sẽ là ngược lại một chút, là chúng ta sẽ hướng tới cái gì đấy nó mạnh mẽ nhưng mà vẫn quan trọng nhất là phải đơn giản, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đấy là mạnh trước nhá. Mạnh, tại sao phải mạnh sẵn ngay từ đầu? Tại vì khác với anh em, chúng ta bắt đầu sẽ build với cấu hình kiểu cũng bình thường thôi, sau này chúng ta sẽ nâng cấp dần thứ nọ thứ kia. Nhưng mà với các chị em thì sẽ khác một chút, là chúng ta sẽ build mạnh ngay từ đầu để dùng lâu dài về sau, không cần phải nâng cấp gì cả, giống như cấu hình mà trước đây mình đã... cái cấu hình cho Minh Nghi, đúng rồi. Nếu anh em nào chưa xem video đấy thì ở góc trên có chữ Y nhảy ra, đấy, bấm vào đấy sẽ sang video cấu hình PC của Minh Nghi nhá. Đấy, cũng là một cái cấu hình mà mạnh mẽ để sử dụng lâu dài đấy. Vậy thì cái yếu tố mạnh mẽ này sẽ được giải quyết như thế nào? Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với anh em con CPU, mình sẽ giới thiệu với chị em con CPU Core i5-10600K. Vâng, đã là có chữ K thì yên tâm là nó mạnh rồi, đúng không? Bên cạnh đó thì đây là phiên bản đặc biệt Marvel Avengers Edition, và mua con CPU này sẽ được tặng kèm game luôn, hay không? Game trị giá 1,7 triệu nữa. Rồi, đó là về con CPU. Vậy thì để đáp ứng được CPU này, chúng ta sẽ cần một cái mainboard tương xứng, và mình sẽ gắn cho nó một chiếc mainboard Asus Prime Z490P. Đây là mainboard sử dụng chipset Z490 và nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho con 10600K này. Tuy nhiên nó không phải là quá kiểu khủng khiếp về điện năng thế này thế nọ, kiểu ép sung tung tóe các thứ. Không, chị em không ép sung, mình tin chắc là như vậy. Dĩ nhiên vẫn sẽ có một số bạn nữ đặc biệt thì sẽ mạnh mẽ cá tính và cũng sẽ nghiên cứu tìm tòi, nhưng mà cấu hình này chúng ta sẽ hướng tới yếu tố là ổn định và bền bỉ lâu dài, đúng không? Cho nên Prime Z490P sẽ là một sự lựa chọn tương đối là hợp lý. Về card đồ họa, về sức mạnh đồ họa thì mình sẽ gắn cho cấu hình này một chiếc card đồ họa Galaxy GeForce RTX 2070 Super. 2070 Super thời điểm này nó vẫn rất là ngon, và anh em đừng nghĩ, chị em đừng nghĩ là RTX 3000 sắp ra rồi, mua RTX 2000 làm cái gì nữa. Không, nó vẫn có giá trị của nó. Tại sao? Các bạn đừng nghĩ là RTX 3000 sẽ có giá $500 RTX 3070 đâu nhá. Không có đâu. Về Việt Nam mình nghe một số thông tin là nó sẽ không có giá khoảng trên 10 triệu đâu, nó cũng phải gần 20 triệu đấy. Cho nên là thời điểm này mua 2070 Super vẫn là một cái gì đấy. Cái này không phải là mình nói để mình đẩy hàng tồn đấy nhá. Không, các bạn lại comment ui RTX 3000 sắp ra, đẩy hàng tồn cứ từ không. Các bạn cứ thử chờ xem, đến lúc RTX 3000 ra, nhìn giá của nó sẽ thấy là RTX 2070 nó vẫn có chỗ đứng của nó, đúng không? Rồi, đấy là RTX về card đồ họa. Mình chợt nhận ra là nãy giờ chúng ta có toàn linh kiện đen này. À đấy, con này cũng đen xì thế này. Đây là con SSD XPG SX 6000 Lite có dung lượng là 256GB, đủ để chúng ta cài Win và cài khá là nhiều tựa game nhẹ nhàng, thậm chí là game nặng đô để có thể stream hoặc là chơi game. Có một điểm nữa mình thấy hơi thiếu thiếu, đấy là chiếc mainboard Z490 này không có wifi anh em ạ. Mà chị em phụ nữ lại rất thích cái sự gọn gàng, đúng không? Các bạn nữ có công nhận mình điều đấy không? Gọn gàng, dễ sử dụng. Vậy thì một chiếc PC có wifi sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý, bởi vì chúng ta sẽ đỡ phải đi dây mạng lằng nhằng. Nghe cái việc là đi dây mạng thôi là nghe đã thấy mệt, anh em mình nghe còn thấy mệt chứ đừng nói là chị em phụ nữ. Cho nên là chúng ta sẽ gắn một bộ kit Intel Wi-Fi 6GB cộng. Đây, cái bộ kit này sẽ giúp cho chiếc mainboard này được sở hữu Wi-Fi 6 luôn. Và Wi-Fi 6 thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy, đặc biệt là chị em. Nếu chưa biết thì mình xin giới thiệu, Wi-Fi 6 là chuẩn Wi-Fi mới nhất hiện nay, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái đường truyền Internet không dây rất là ổn định. Ổn định hơn hẳn so với cả thế hệ Wi-Fi trước đó luôn. Rồi, nãy giờ toàn đồ màu đen, có mỗi cái này hơi màu mè tí. Nhưng mà đây, chúng ta sẽ đến với những thứ nó chị em hơn.
một bộ kit RAM. Đây là bộ kit RAM OCPC X3 Treme ấy, X3 Stream. Màu hồng. Rất dễ thương đúng không? Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một bộ tản nhiệt, bởi vì là cái con CPU này nó không đi kèm theo tản nhiệt, cho nên mình sẽ gắn một bộ tản nhiệt nước All-in-One. Đấy, cũng rất là đẹp và gọn gàng. PinkFlow 240 đến từ ID Cooling. Ngược nhỉ. Tông màu trắng, hồng. Bên cạnh đó là chúng ta vẫn có những cái nét kim loại bóng lên, trông rất sang trọng. Vừa đẹp, vừa nữ tính nhưng mà vẫn rất sang trọng và mạnh mẽ. Đó là bộ ID Cooling PinkFlow 240. Và cuối cùng, vỏ cây. Chúng ta sẽ có vỏ NZXT H510 màu trắng. NZXT thì chắc là không phải bàn cãi nhiều nữa rồi. Nó gọn, gàng, đẹp, đẽ, vuông vức một tí, trông nó hơi kiểu khô cứng, kiểu góc cạnh. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ có một cái setup rất là gọn và nó đẹp. À quên, còn bộ nguồn nữa. Bộ nguồn thì là đây, bộ nguồn. Căn bản dù gì thì nguồn lắp ở đây nó cũng giấu kín đi mà, cho nên là mình cũng chả cần giới thiệu, cũng chả quan trọng là nó màu gì. Đây là bộ nguồn Thermaltake TR2 S650W. Rồi, lắp ra. Vâng, như vậy là chúng ta đã lắp đặt xong cấu hình gaming PC Nova 2070 Super phiên bản dành riêng cho chị em phụ nữ. À không, thật ra anh em nếu mà thích những cái tông màu nó nhẹ nhàng, màu trắng, màu hồng, nó rất là chill ấy, thì vẫn có thể lựa chọn cấu hình này. Và đặc biệt nhất là cái cấu hình này nó dễ setup, bởi vì chúng ta không cần phải đi dây mạng. Đây là một cái lợi thế rất là lớn. Nếu như mà anh em kiểu đi dây mạng rồi thì thấy nó cũng đơn giản đúng không? Nhưng mà với những người nào mà ở chung cư chẳng hạn thì chắc chắn đấy sẽ là một cái vấn đề, nó rất là mệt đấy. Bởi vì là phòng nọ phòng kia nó cố định hết rồi, đi dây vào đi dây ra nó rất là vướng. Và bây giờ anh em hãy cùng mình, anh em và chị em hãy cùng mình ta test nhanh một tựa game đi. Đây là tựa game Far Cry New Dawn. Và hiện tại thì mình đang chơi nó ở cái mức setting là Ultra. Có nghĩa là sao? Tức là cái gì mình kéo được lên thì mình kéo lên hết rồi, không còn cái gì để mình kéo nữa đấy. Mọi người thấy không? Ultra, Ultra 222 đấy. Tất cả những cái gì mình kéo hết ở bên phải. Và đây là một cấu hình tương đối mạnh với một 2070 Super, và hiện tại chúng ta có thể thấy là FPS đang tương đối là cao. Đây, kể cả những chỗ lửa liếc này. Đấy, particle bay lung tung các thứ, rồi đổ bóng ánh sáng các kiểu. FPS vẫn rất là cao. Punch it!
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game eSports khá là hot trong thời điểm hiện nay, đó chính là Valorant. Anh em có thể thấy là hiện tại thì chúng ta đang chơi ở một cái FPS tương đối là chóng mặt, khoảng gần 300 FPS, khoảng quanh quẩn trung bình 250. Oh no. Đấy, phải thế chứ. Anh em thấy mình vẩy kinh không? Vẩy phát nào dính phát đấy. Hiện tại thì Valorant mình đang chơi ở mức setting là cao nhất đấy. Và anh em có thể thấy là mức FPS của chúng ta vẫn rất là tuyệt vời. Trung bình 250. Oh no 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 no. Sợ vãi. Ôi giờ hai thằng hai bên, một thằng sau nữa. Sống kiểu gì. Ai corazón. You're done. Ôi, đang kill streak. Anh em thấy thế nào? Đến mình khi mà lắp xong bộ này, mình cũng cảm thấy mình bị dịu dàng, bị nữ tính đi ấy. Đẹp dã man, trông nó hiền lành vãi. Đấy, đấy là mình phải giới thiệu với anh em. Ok, vừa nãy anh em đã thấy là chơi game ngon rồi đúng không? Làm sao mà không ngon được với RTX 2070 Super cùng với cả Core i5-10600K đúng không? Thôi, cấu hình chúng ta không phải bàn nữa, bởi vì ok là nó ngon rồi, chị em chỉ cần cắm là chơi. Ngoài ra thì setup nó rất là đơn giản, chỉ cần cắm những cái gì cần cắm thôi. Chúng ta không cần phải đi dây mạng loằng ngoằng, có đúng 2 cộng dây điện, 1 cộng dây điện cấp cho màn, 1 cộng dây điện cấp cho PC, còn lại là cắm vào cổng sau PC xong. Chúng ta không cần phải đi dây mạng, đấy là một lợi thế rất là lớn. Nó sẽ gọn gàng hơn, đặc biệt là với những ai ở chung cư nhá, kể cả anh em luôn nhá. Kể cả mình chia sẻ với anh em, nếu anh em ở chung cư thì cái việc mà đi dây lòng vòng phòng nọ phòng kia nó rất là mệt đúng không? Chúng ta chơi Wi-Fi. Đấy, ngon luôn. Wi-Fi 6 nha, Intel Wi-Fi 6, bộ kit gig cộng. Ngoài ra thì đây, đây là cái bộ gear đến từ DU, mà nếu anh em quan tâm thì mình cũng sẽ để đường link chi tiết của từng món ở dưới phần mô tả video nhá. Và đây bộ gear full hồng luôn, nhìn rất là ấn tượng, rất là chất chơi người rơi. À không, rất là dịu dàng nữ tính. Đấy, nhưng mà đặc biệt nhất mình thích cái tai nghe này nhất anh em ạ. Dùng cổng USB có RGB màu hồng và tặng kèm sẵn hai cái tai dễ thương vãi. Cảm giác bị xinh đẹp ý. Anh em thấy mình dễ thương không? Không, hai tay này phải lệch lệch sang tí. À, ok chưa? Ok chưa? À, sai. Vâng, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em về cấu hình Nova 2070 Super phiên bản sử dụng Core i5-10600K phiên bản đặc biệt luôn. Đấy là Avenger, Marvel Avenger Edition. Chị em và các anh em nghĩ sao về cái cấu hình này? Mặc dù giá của nó hơi cao một chút, khoảng 36 triệu đồng. Tuy nhiên thì 36 triệu này là mua một lần, xài khoảng 5-7 năm nữa, mình tin chắc là vẫn có thể chơi được các tựa game eSports. Còn những tựa game AAA thì có lẽ là chúng ta chỉ cần nâng cấp card đồ họa thôi. Còn CPU phải nói là nó quá ok rồi. Chi tiết về cấu hình này thì mình cũng sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video nhé. Còn lại thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại chị em trong những video tiếp theo. À đâu?